World Cup 2018. Không chỉ nhận về những lời chỉ trích liên quan về mặt chuyên môn, cựu tiền vệ của Arsenal cũng bị một bộ phận cổ động viên Đức quá khích, khủng bố trên các nền tảng mạng xã hội bằng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc. Vậy thì tại sao một nhà vô địch thế giới, một người đã được 5 lần bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Đức, một chân sút tài năng như Mesut Ozil lại bị người dân Đức tẩy chay và công kích dữ dội? Và trong video hôm nay, hãy cùng Cảm Show tìm hiểu ngọn nguồn và câu trả lời cho câu hỏi trên. Năm 2006, Mesut Ozil nổi lên trong màu áo của Schalke 04 như một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Đức. Báo chí thì gọi anh là chàng cầu thủ với đôi mắt diều hâu, người có khả năng nhìn thấu mọi đường bóng và phát hiện ra những khoảng trống mà không ai có thể nhìn thấy được. Ozil sở hữu đầy đủ những tố chất cần thiết của một tiền vệ tấn công, như khả năng chuyền bóng chuẩn xác, kỹ thuật cá nhân cùng với nhãn quan chiến thuật. Ngay khi mới được đưa lên đội 1, ban lãnh đạo Schalke 04 đã không ngần ngại tuyên bố cậu ấy nhất định sẽ trở thành một siêu sao tương lai. Nhưng chẳng bao lâu sau, những tranh cãi về Mesut Ozil đã bắt đầu nổi lên khi anh và đội bóng không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán. Phía Ozil cho rằng con số 1,5 triệu euro một năm do Schalke đưa ra là quá ít, trong lúc ban lãnh đạo đội chủ sân Veltins Arena lại tin rằng họ đã đưa một lời đề nghị quá đôi hậu hĩnh cho một cầu thủ chỉ mới 19 tuổi. Mối quan hệ giữa đôi bên nhanh chóng đổ vỡ. Người hâm mộ của Di Conisploen coi Ozil là một kẻ tham lam, sẵn sàng bon tiền đội bóng quê nhà. Còn huấn luyện viên Mikko Slomka thì cũng lạnh lùng tuyên bố cậu ấy sẽ không chơi thêm bất kỳ một trận đấu nào nữa cho Schalke 04. Mọi chuyện còn dần trở nên rắc rối hơn khi Mesut Ozil chuyển sang Werder Bremen. Dù đã chứng tỏ được thực lực của mình khi lọt vào hàng ngũ những chân truyền thượng hạng ở Bundesliga với 15 kiến tạo mùa giải 2008-2009, Ozil vẫn bị đám đông đặt nghi vấn về chất Đức của anh. Dân tộc Đức vốn là những người đặt nặng yếu tố cội nguồn, còn ngoại hình lẫn phong cách thi đấu của Ozil thì lại rất khác biệt so với tiêu chuẩn Đức. Anh không sở hữu một đôi mắt xanh, một mái tóc vàng và một nước da trắng. Còn trên sân, Mesut Ozil cũng không thể hiện sự nhiệt huyết chiến đấu mãnh liệt như bao cầu thủ Đức khác. Vì thế lực vốn không phải là điểm mạnh của Ozil, nên anh hiếm khi lùi sâu hỗ trợ, san sẻ bớt gánh nặng phòng ngự với các đồng đội, mà thường dành trọn sức lực để tham gia vào những tình huống phản công. Điều này đi ngược lại với gu của người Đức và hình mẫu công thủ toàn diện như Matthias Sammer, Michael Ballack, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, cũng với những lùm xùm liên quan tới chuyện tiền lương vào ngày còn chơi cho Schalke 04. Một bộ phận khán giả Đức đã nghi ngờ rằng Mesut Ozil là một kẻ mắc bệnh ngôi sao. Ozil là một đại diện tiêu biểu cho những người phải đứng giữa làn đạn của các cuộc tranh luận vô nghĩa trong xã hội Đức. Tại đó, cầu thủ bóng đá là một nghề nghiệp rất được kính trọng. Dưới con mắt của họ, các cầu thủ bóng đá là những kỳ tài, chăm chỉ và thành đạt. Còn truyền thông thì cũng để tâm và săn sóc những cầu thủ bóng đá hệt như những minh tinh hay người nổi tiếng. Đó có thể là một lợi ích hoặc cũng có thể là một điều phiền toái. Dù Ozil đã công khai việc anh từ bỏ hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 17 tuổi để được cống hiến cho Dimashap, cũng như bày tỏ lòng trung thành với nước Đức, người dân Đức chưa bao giờ coi Ozil là một trong số họ. Ông Gilles Van Kempenthal, một nghiên cứu viên của Đại học Erasmus Rotterdam nhận định, nhiều năm về trước, ông của Mesut Ozil, một người Thổ Nhĩ Kỳ, đã chuyển đến Đức định cư. Nên tuy hai cha con Ozil được sinh ra và lớn lên ở vùng Gelsenkirchen, họ vẫn mang trong mình tình yêu nồng nàn cho quê hương Thổ Nhĩ Kỳ. Trở trở thay, khán giả Đức lại dùng điều đó như một cái cớ để quy chụp rằng Ozil ăn bám nước Đức, rằng anh chỉ từ bỏ hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ để được chơi cho một đội tuyển quốc gia hùng mạnh hơn mà thôi. Bản thân Mesut Ozil cũng sớm nhận thức được mình không hợp với thị hiếu của người dân Đức. Sau khi trở về từ một kỳ World Cup 2010 tương đối thành công, Ozil nhanh chóng gia nhập Real Madrid thay vì đầu quân cho những đội bóng lớn của Đức như Bayern Munich hay Borussia Dortmund. Thời gian đã chứng minh đó là một nước đi đúng đắn của Ozil. Tại Real Madrid, anh không bị dính vào lùm xùm không đáng có liên quan tới chuyện gốc gác và còn được các Madridista yêu mến hết mực. Những lời Mesut Ozil hiếm hoi xuất hiện trên các mặt báo tại Đức chỉ là các mẫu tin thông báo anh đã nhận giải thưởng cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm mà thôi. Như Ozil đã nói, khi đội tuyển thắng, tôi là người Đức. Chức vô địch thế giới 2014 đã khiến thái độ của khán giả Đức quay ngoắt 180 độ. Họ hô hào Mesut Ozil như bao thành viên khác của tập thể Dimashap. Kể cả khi chuyển tới Arsenal, Ozil cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và còn được coi là cột sống vàng đã gồng gánh Arsenal rệu rã vào cuối triều đại Wenger. Do vậy,
mầm móng của sự thù ghét mà Ozil phải chịu đựng bao năm chỉ tạm thời dịu xuống chứ chưa bao giờ tắt ngấm, như một ngọn lửa âm ỉ chỉ đang chực chờ cơ hội để bùng cháy rực lên. Và thế là ngày 13 tháng 5 năm 2018, bức ảnh bao gồm Ozil, Gundogan và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã được đăng tải rộng rãi trên khắp các phương tiện truyền thông. Nghe sơ qua thì mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu tìm hiểu kỹ về tình hình chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ, chắc chắn bạn sẽ khá bất ngờ về sự độc đoán của Recep Erdogan. Ông đã có những hành động được xem là vi phạm nhân quyền khi tiến hành các cuộc đàm ác chính trị ở quê nhà, khiến cho những người dân, những nhà hoạt động xã hội và các nhà báo theo đảng đối lập phải rơi vào cảnh khốn đốn. Việc Erdogan chụp hình với Ozil được coi là một chiêu trò hòng lợi dụng tình yêu của người dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho chàng tiền vệ, để Erdogan có thể chiếm lợi thế trong chiến dịch bầu cử diễn ra sau đó không lâu. Còn Mesut Ozil thì bị chỉ trích là kẻ đã tiếp tay cho một tên độc tài tàn ác. DFB dĩ nhiên tôn trọng tình cảnh đặc biệt của các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư, nhưng bóng đá và DFB không chia sẻ những giá trị mà ông Erdogan xem trọng. Do đó, việc các tuyển thủ quốc gia để bản thân bị lợi dụng cho chiến dịch tranh cử của ông ta là điều không tốt. Điều đó chắc chắn không giúp ích cho nỗ lực hội nhập của DFB. Ông Reinhard Grindel, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức tuyên bố: đúng như lời nói trước đó, không chỉ Đức mà dư luận các nước châu Âu khác như Nga, Ý và Pháp cũng lên án mạnh mẽ Recep Erdogan. Nếu việc Mesut Ozil vô tư chụp ảnh với ông đã khiến không ít người cảm thấy phẫn nộ. Không chỉ có vậy, trong nỗ lực tìm kiếm một con dê chịu tội cho những thất bại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018, truyền thông Đức tiếp tục chọn Ozil là vật tế thân. Anh đã bị Lothar Matthäus, người được ví là Gary Neville phiên bản Đức, đã kích mạnh mẽ trên sóng truyền hình. Mesut Ozil từng có phong độ cao ở tuyển Đức trong vòng 8 năm, nhưng một năm rưỡi trôi qua, tôi không nhận thấy điều gì tích cực từ cậu ấy cả. Tôi đã chỉ trích cậu ta vì điều đó. Mọi thứ khác tôi không quan tâm. Từ góc độ thể thao, điều này chẳng phải một mất mát. Nghe có vẻ cay nghiệt, nhưng nó sẽ trở thành cơ hội để Đức thay đổi ở vị trí của Ozil. Tức nức vỡ bờ, Mesut Ozil tuyên bố nhả từ đội tuyển Đức thông qua một bức tâm thư dài tận 4 trang trên Twitter. Anh khẳng định hành động của mình hoàn toàn không mang ý đồ chính trị, nhưng nó đã bị nhiều tổ chức cực hữu dùng làm phương thức tuyên truyền cho quan điểm phân biệt chủng tộc. Ozil cũng cáo buộc người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Đức có hành vi phân biệt chủng tộc và không xứng đáng làm việc cho Liên đoàn bóng đá lớn nhất thế giới, nơi có nhiều cầu thủ với nhiều gốc gác khác nhau đang thi đấu cho Đức. Trước mắt của Grindel và những người ủng hộ ông ta, khi đội tuyển thắng thì tôi là người Đức, còn khi thua tôi chỉ là một kẻ nhập cư. Mặc dù tôi đã đóng thuế cho chính phủ Đức, quyên góp từ thiện cho các trường học ở Đức và cùng đội tuyển giành cúp vô địch năm 2014, tôi vẫn không được chấp nhận vào xã hội Đức. Tôi bị coi là kẻ khác biệt. Tôi nhận giải Bambi Award vào năm 2010 vì những cống hiến của mình cho xã hội Đức. Tôi giành giải vòng Nguyệt Quế Bạc của chính phủ Đức vào năm 2014 và trở thành đại sứ bóng đá Đức năm 2015. Vậy nhưng, với họ, tôi không bao giờ là người Đức. Có tiêu chí nào dành cho người Đức mà tôi không thỏa mãn hay không? Những người như Lukas Podolski hay Miroslav Klose chưa bao giờ bị gọi là người Đức, Ba Lan. Vậy tại sao họ lại gọi tôi là người Đức, Thổ Nhĩ Kỳ? Có phải vấn đề ở đây là do Thổ Nhĩ Kỳ hay bởi vì tôi là một người Hồi giáo? Tôi nghĩ rằng khi một người được gọi là Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai có nhiều nguồn gốc ở Đức đều đang bị phân biệt đối xử. Tôi được sinh ra và giáo dục ở Đức, vậy tại sao người ta lại không chấp nhận tôi là một người Đức? Bây giờ, người hâm mộ quốc tế mới hiểu được phần nào nỗi khổ tâm của Ozil, một nạn nhân của tình trạng phân biệt chủng tộc. Còn về phía DFB, họ phải mất gần 3 năm mới có đủ dũng khí để thừa nhận sai lầm của mình. Phát biểu trong một buổi hội nghị tại Đức, ông Friedrich Kurtis, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đức cho hay: DFB đã mắc sai lầm trong chuyện liên quan đến Ozil. Mọi thứ chỉ xuất phát từ một bức ảnh, nhưng đã bị phóng đại ra nhiều chủ đề khác nhau. Chúng tôi đã không ở bên Ozil lúc cậu ấy phải gồng mình hứng chịu những chỉ trích. Nạn phân biệt chủng tộc đã và luôn là một vấn đề gây nhức nhối trong bóng đá nói riêng và xã hội nói chung. Trước Ozil, những người con xa xứ Urundi của đất nước Ý cũng đã từng bị bôi trơn.